Chào các bạn, quay lại video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình lên trên nhà em Giáp đây, có được anh Công anh thịt con lợn để mời anh em thấy lướng trên đồi nha các bạn nhé. Đại sự và em Giáp thì hai anh em đang đi mua rau về thì ăn kèm cùng thịt lợn ở đường ngàn các bạn nhé. Mày em Giáp đang vào gọi rau. Lấy hành, lấy rau răm em ạ. Hành, rau răm, ớt, chanh. Ừ, tùy em. Lấy vừa đủ là được. Mày ớt, ớt to thế nhỉ? Ở quán này mấy chục con mèo. Mình khủng thế nhỉ? Ờ, lấy dưa chuột em ạ. Dưa chuột rau sống về ăn cho đừng ngán. Ăn cái rau này không anh nhỉ? Bình giới á, tùy em thích ăn gì, thích ăn rau gì thì ăn đấy. Là cái rau hùng chó Bắc Hà em ạ, ăn thịt lợn rau hùng chó Bắc Hà. Dưa này được, dưa này vừa đẹp luôn, chưa ăn là ngon. À chị lấy em cái gừng nhá. Đấy, anh em bắt đầu xương lợn này các bạn. Đấy, luôn em đang buộc chân vào đây. Đây con lợn, lợn này chỉ thích bộ lòng này thôi. Anh em mình ăn được trước. Không mày lúc nào toàn dài ăn hàng cái. Vâng, lòng ngon này nhỉ. Lúc nào về bảo hoàn luôn cơm vị. Đây, tim gan, lưỡi lợn này. Đây sự yếu em ạ. Món này thì anh em mình luộc hay lướng ai? Luộc ạ, vâng. Kèn, kèn lòng chắc tay một phát ăn ngay anh ạ. Đây là mốc mật nha các bạn nhé. Đi. Khanh mua bẫy à? Đây. Bao nhiêu năm này? Không có quả thì cứ đứng quay trên đường. Cho quả chanh cái tí mắm ra đây, sửa sửa rửa cái bụng ở đây không? Ngay thì nhét hết bụng nha các bạn nhỉ. Đây là cái dạ dày sơ chế bằng nước mắm với chanh. Mà nào muốn hết nhớt là cứ cho ít chanh và ít nước mắm vào bóp là sạch luôn. Hôm nay là nhà mình có món tiết canh không anh? Không. Không ăn tiết canh vâng. Đang Covid, còn đang canh tiết thì làm. Vâng. Đây. Ơi, ấy anh vừa bật điều hòa ở trên rồi mát chưa? Mát phải ạ. Trên này thì quá mát rồi. Khâu lợn nhá. Vá. Cũng lửa để thì mình đốt trước để lấy than này các bạn nhá. Mấy em có đốt trước để củi đây để tiện lấy than này nướng lợn nhá. Đây thì anh em mình sẽ ngồi trên mấy cái lán như này. Anh mình đang cải tạo lại cái đồi này để làm homestay các bạn nhé. À, anh em mình sẽ lên trên kia ngồi. À, bắt đầu anh em bắt đầu quay rồi. Ôi, thiết kế quay đẳng cấp luôn. À, bạn xem, hai cây tre là bổ ra. Bổ ra là nó thành cái quay tay luôn. Quay bên thấp bên này mà. Bên này là vớ lợn thôi. Cho thêm củi to vào. Vâng, củi. Ở thái gian 5 phút nữa thì hết. Ông em làng Giáp này đang băm nhân để làm món rồi các bạn. À. Nhà mình như kiểu có cỗ to nhỉ? Ừ, trông như nhà mình hôm nay là đi làm giúp đám cưới ấy. Đây.
lại còn âu lớp vôi đá các bạn, trông cũng như kiểu nhà còn đầm tươi chưa. À, anh Thắng đang thổi lạc phi phèo. Hôm nay Giáp chuẩn bị lấy vợ hai em. Đây em Giáp em đang làm cái món dồi đây các bạn. Bụng băng dây đỏ hay dây inox này là dây gì? Bụng dây đỏ ấy. Bụng cái nó đây rồi trong trong nước. Cái bụng của nước tới đây. Nó chạy lên trên được. Đây thịt lợn là cái món dồi lòng dồi này ngon nhất đấy. Dồi lòng ấy nhỉ. Dồi này vừa thái ra cái là bốc vụng luôn, ăn cảm giác mới ngon. Kiểu hôm cưới em ấy nhỉ. Ừ. Hôm cưới em nó chơi hết lửa bộ trước khi mang ra mâm. Cắt dây với chuột đã được. Trên này điều kiện nó có, nó không nghĩ gì tự tử thì dây hơi yếm. Chung không được ra quân rồi. Đây thì anh em mình ngồi trên cái lán như này nữa các bạn nhé. Đây đang quay con lợn này, dự định bao nhiêu lâu chín nha bạn nhỉ? Đấy, phải tầm 1 tiếng rưỡi con lợn này mới chín các bạn nhé. Lợn này khá là to. Các bạn nhìn con lợn còi trông khá là xoăn chắc luôn. Nhìn con lợn còi ấy, nhớ đến cái hôm em lên trên Nhịp Sống Miền Núi ấy, của gia đình em Trọng, ăn con lợn còi ngon thật. Nướng cả con. Sau da giòn tan. Ăn ngon. Ừ. Không lợn quay nó bao chuẩn là nó phải tung bì ra, xong anh mình sắp riêng. Đấy, trong cái tai lợn này rất là dài luôn. Già lợn này. Anh em còn đang tính nghiên cứu là lúc chặt lợn làm nồi cháo ấy. Chặt cả cái đầu ra được mà. Anh em bia rượu xong làm nồi cháo húp ấy ngon. Nên cháo trước đi. Nước rồi đúng không? Nước luộc rồi đúng không? Đúng rồi, nước luộc rồi em. Vừa luộc lòng xong ra. Ông bia. Không rồi thì ăn lắm ngon. Long luộc rồi nhỉ? Long luộc rồi em ạ. Đang ngâm đá ở đâu ạ? Các bạn, con lợn quay được gần 2 tiếng rồi đây. Thật ra là nó chín rồi chứ nhỉ em Giáp nhỉ? Chín rồi đấy chứ. Đây đoạn này bắt đầu giòn giòn này các bạn này. Đây đoạn này bắt đầu lên màu của chuẩn bị giòn này. Này anh em thì đang đi lấy củi vào để ép thêm nhiệt. Đấy. Trông ông em kia không có tường đi quay lợn rồi. Em Giáo là mình trông ấy, trông thư sinh quá đấy các bạn trông. Dáng gọi là dáng đại gia quay lợn. Cái đây mấy năm á? Ngày quay 3 4 con. Ừ. Đi quay đi. Đây anh em rất là chuyên nghiệp luôn nhá. Xịt nước vào tác dụng gì vậy? À giòn da, à đó. Nước thánh ấy, cứ phải pha. À, bạn vừa xịt nước giấm vào nhá, cả nhà nhá. Đó. Lá gì đây anh? Lá chanh chẩu. Lá chanh chẩu à? Cái này để... Lá vào nước chấm, à. Nước chấm lượn quay đấy. Vâng, lạ nhỉ anh nhỉ? Đấy, cho em thử cầu tí xem có vị gì đây. Ừ, thơm lắm. Giống hơi cái mùi lá chanh anh nhỉ? Chanh chẩu mà. Cay hơn lá chanh một chút. Okay, cay. Hay là hay lắm đấy các bạn nhé. Chanh rừng mà. Dạ. Mời anh em còn đang nghiên cứu. Thơm lắm anh ạ. Ăn thơm lắm. Thơm như anh có không? Có. Hay nhỉ? Đó, cái thơm lắm. Hôm nào được kiếm giống ấy. Ờ, hôm nào làm cây giống em ạ. Dạ. Hay thật. Thơm lắm, nó lá như lá chanh rồi. Ừ. Thơm lắm. Lần đầu tiên anh thấy này luôn ạ. Dạ. Giống lá chanh, ăn vị này không đắng như lá chanh nhá. Thơm hơn lá chanh. Ừ. Cái này mà thịt gà thì ăn ngon luôn này. Gà lợn đều hợp nhỉ. Hay thật, chứng tỏ về rừng này, đồi này còn nhiều cái cây hay hết. Lá chanh chẩu.
Một cái hình thức loại gia vị mới các bạn nhé. Anh em ở vùng quê nào mà có thì comment bên dưới cho sự nhé. Dao đầu phồng lên rồi này. Cho tí nước thần vào phát giòn ngay. Có nước còn rơi, nhiệt không đủ không bao giờ giòn được. Bây giờ mình rán cá thế nhỉ? Đúng rồi, đây, đây phồng đoạn này thì giòn ngon lắm này. Đúng ra các đoạn này mình còn châm vào ấy nhỉ. Cái nhọn mình châm vào. Bụng giòn. Bụng giòn rồi đây, bụng đẹp lắm này này. À, em luôn em đang xếp mẹt rau vào trước các bạn ạ. Đây các bạn. Anh em ăn đậu chuyên nghiệp này là khác hẳn nhờ. Thằng nóng bên không biết đâu có họ. Dưa chua bóp các bạn nhé. Họ mấy anh thợ. Rau thơm. Rau thơm này ăn với đồ này cũng thơm. À đây cho 1-2 quả ớt vào vừa lấy view lại ai thích ăn cay được luôn. Thôi em ạ. À còn dưa hấu. Nhà kiểu gì có trai có gái mới vui. Thiếu là nó không hay lắm. Trai có nhiều gái hơi ít. Xếp tặng về để kỳ bán. Gì đâu. Đây em quyền là mình với con FA này cả nhà nhá. Thế thì con gái để làm gì nhỉ? Để cảnh. Lâu ngửa với nhau mà hạnh phúc chén rượu và đập nhau bi bu. Đấy là nói về anh Trung. Anh Trung có hay xử lý chị không mà để chị nói đấy. Không có đấy. À không, một ý ở nhà cơ. Ý em hỏi nhà. Chị không có đây, anh cứ nói thật đi. Phải làm gì anh? Tại này hẹn mình bên nhau mà. Rồi, trông vừa đẹp vừa ngon. Cho lốt nó vào đi em ạ. Chia lốt đều đi, nhà mình có 3 mét mà đúng không? Hôm nay ăn ở trên đồi mà sự cảm giác như ăn trên nhà hàng nghe các bạn nhé. Được 3 nước chấm này các bạn. Khay trông rất là chuyên nghiệp. Anh em thì đang đợi con lợn quay xuống để chặt các bạn. Đây em luôn em mạ hết xong đồ rồi đây. Thiết kế hai cái cọc này rõ chắc khỏe, che mất điểm. Đây, này con lợn bắt đầu phồng ra rất là giòn này các bạn nhá. Bao giòn luôn. Này các bạn nhìn hai cái tai của nó biết kìa. Nó bắt đầu phồng ra rồi. Đây các bạn này, anh em mới bắt đầu chuẩn bị đồ lại để thái lòng trước nhé các bạn nhé. Đây bộ lòng rồi đây các bạn. Đây chưa ăn xong lợn này, anh Hiếu đây bảo đang bảo là mai quay dê ăn tiếp này các bạn này. Mai là dê của 30 cân. Đẹp. Đây để ra đây rình không là bốc mó tí. Vâng chưa. Anh em thợ có trong kia rồi gì? Thợ để đĩa. Thợ những cái này mình để gọn cái đĩa rồi mà. Nhà mình hôm nay trông mấy anh em mình ăn mà trông như nhà kiểu có tiệc đấy, nhà có đám mà cưới ấy. Mấy giờ nhà gái lên chả biết. Đây, ngày xưa là anh ạ, ngày xưa mà cứ đấy là trẻ con xung quanh là đúng rồi, trẻ con đứng đấy. Sỏ lá anh Hiếu. Bố láo nào. Em bảo ngày xưa em bảo anh là trẻ con đâu. Hỗn à. À, anh em xem ông Lang Giáp hôm nay trông giống gọi là Master Chef chưa? Vô đám cưới mà. Phải dữ liệu. Này tao với cả cháu gái cho chứ không có thể quên mẹ. anh thắng review miếng rồi phát anh nào. Anh thắng review miếng rồi. Đây à, nóng thế nhở? Chưa kịp quay ra ăn mẹ xong rồi. Nhà anh không là lừa khán giả à? Đây này có lạc à? Có lạc có đũa à? Thơm nhỉ? Thơm như rùa chó nhỉ? Đừng có phát trực tiếp nhá. Phát trực tiếp rồi. Một lúc sau là thôi đấy. Này có chấm mắm ớt nữa thì tuyệt vời. Vâng. Không, cái nước ở trong bụng con lợn ra anh xì dầu ấy, ngon. Đấy, nó phải có chấm nữa thì thơm. Vâng. Thơm lắm.
Đây các bạn, vẫn là một người làm và từng đây người xem. Mà có hai người ăn. Anh mình thì quay lợn, anh em thay nhau quay lợn suốt các bạn nhá. À, con lợn thì gần chín rồi. Chín rồi, làm bà vậy à? Đi cực kít thôi. Vâng. Rồi xét lòng con lợn này các bạn này. Đĩa ra đây. Đó, tao nào cho cái đĩa đây. Một cái đĩa này. Rất là ngon, lòng con này thì hơi nhỏ tí nhưng mà nó không được xay điếu đâu các bạn ạ. Con lợn này nó không lớn được. À, được rồi. Anh dây vào. Cái gì? Đây các bạn nha, lại đổi MetaChat nha. Muốn làm mấy diễn viên nổi tiếng. Ai được lên phim đấy. View. Ai lên TV đấy. À đây. Anh Dũng anh thái gan dày hơn em Giáp. Thái này khả năng là ăn ngọt hơn đấy anh nhờ. Đây. Em ăn rồi, thôi đấy, em ăn đi, đổi diễn viên. Gà này ngon lắm. Đó. Không thái to thì anh Dũng này dày ăn ngon, ngọt hơn này anh à. Vâng. Đúng không em? Đây, đeo này vào để tí nữa phỏng vấn. Đây là của ông Lăng Giáp này. Cho được không? Sự mời các bạn nha. Gà này ăn giòn ngon lắm anh ạ. Không bị khô à? Đừng có phát trực tiếp, anh hiểu ạ. Đừng phát trực tiếp. Anh Dũng làm miếng anh Dũng. Có chứ, tí nữa phải đầy đủ nước chấm thì mới làm miếng. Dạ. Mới thẩm thấu được hết. Cái tim này bốc hết vào mâm phụ nữ. Này, đi làm vừa ăn kiểu này rất là vui đấy các bạn nhé. Quả lòng lon của nó dài ghê nha anh nhờ. Mình còn lấy miếng làm rồi đấy chứ. Nó nhiều đến đây thì gọi là con lợn này có lòng. Đây các bạn này, bây giờ anh Hùng đang lấy cái nước ở trong bụng con lợn ra này. Lợn chết đấy mà đái ghê thế nhỉ. Nước chấm có ngon hay không nào ở cái bụng lợn này đấy nhờ anh nhờ. Này lòng lắm các bạn ạ. Tuần này ok rồi. Đợt trước anh em mình đi có đâu? Vâng. Lần đầu tiên đi không có anh ạ. Thấy có đâu? Đập. Có cho ít đường ít gì không? Mấy em rùa em bay em quay nhiều. Nhớ không? À từ từ đây anh luôn. Bây giờ cho mát. Kéo đạp vào cái chậu này chân. Di rời địa điểm đây chặt cho mát nhé các bạn nhé. Anh Dũng ơi, anh vừa bóp xì dầu. Bóp một phát đi. Thế thôi. Nhưng mà em bảo bóp trên đây phát được mà. Hả? À? Đấy, không anh đang thái ớt này. Phọt đây à người. Thằng ấy vào lấy lọ hạt rổi đi. Ở chỗ bếp bên này, có những cái lọ đấy. Nước chấm này ra, ngửi mùi thích thật. Chết được mấy con? Một con gãy một cánh. Còn đây để anh sới đốt. Hay là vẫn bay cơ. Đù rồi. Anh mình vồ ruồi chuẩn ghê nhỉ. Chết nốt. Khéo sống. Xong rồi. Chất chưa? Đào pha của anh Hùng ác chiến đấy. Có một lọ hạt rồi đấy. Này các bạn trông anh Hùng anh đào pha ác chiến chưa? Có vợ. À, trời. Anh không chưa có vợ à? Đấy. Nửa thôi. Thôi. Dạ. Mình cho hạt rồi các bạn. Thơm lắm người. Hạt rồi đấy nha, trông được mà cứ ăn hết lại vặt xuống răng. Quả nước chấm thần đánh đấy. Vâng. Này tí lấy lá móng mật ở trong bụng thái vào đây. Đúng rồi anh. Lấy lá mật trong bụng hay lá tươi? Có tươi không? Ủa nhiều anh, đừng có hỏi, anh chỉ cần bảo mang ra đây là có. Em bảo rằng anh từ sáng hôm nay quên à? Đây lá mộc đừng có hỏi có hay không. Đây lên trên này thì anh Hùng anh bảo là mang ra đây lá tươi ăn ngon hơn lá ở trong bụng. Bình thường là mình hay dùng lá trong bụng đúng không các bạn? Đưa anh buộc cho. Đưa anh buộc cho mấy khi. À rồi trong tường đúng tướng gọi là Dương Minh Tuyền rồi.
Giống chưa? Giống rồi. Cho cái xích to to ra tí nữa. Đúng kiểu Dương Minh Tuấn thật. Rồi, cái xích này ra tí nữa. Đây, đây. Chất chưa? Đây, các bạn trông ông em Giáp có ngầu chưa? À. Em bấm hết cho cái mẹ này xong em chia. Thôi, em bấm đặt lên luôn rồi. Thì nó mới đều được chỗ ba chỉ với chỗ đùi. Hết cả nước. Nước lấy hết rồi, nó có lấy được đâu đó. Rồi. Đợi nhà gái lên đã. Đợi nhà gái lên đã, chặt đứt. Thôi, ra phải chưa cho ông Hùng chặt hộp đấy. Anh cầm cái tay vỗ của anh ạ. Anh cầm cái tay vỗ rồi. Lại măng nướng. Món măng nướng này ngon lắm nè. Hôm qua mấy anh em vừa ăn xong ngon lắm. Cho luôn đấy, anh cho luôn đấy. Giờ phải quay cậu Thắng đi kìa. Ông anh quay cậu Thắng đi. Anh kéo lại đi nẹt của em. Lóng anh ạ. Ủa, anh Hùng tay bẩn rồi. Nhìn ra người máy rồi thì bắn. Lấy tay bẩn quá. Đâu tay, tay bẩn, tay bẩn quá. Đâu xuống rồi. Là giòn này anh nhỉ, nghe kêu. Thơm quá. Hết nước lượt vào Trần Hùng Hùng ở đây. Bấm chéo anh Hùng, bấm chéo đi. Vào được đi ạ, thằng kia quay. Tránh ra để người ta làm việc. Chuyên ra làm việc. Biết anh ơi. Lắp bắp mãi. Thật, nó đang bực mình rồi. Ui, là giòn thế nhỉ. Già giòn lắm anh ạ. Đây. Đây cái này như bánh đa luôn. Ui. Bạn trông già giòn kìa. Cái này phải rắc mẹ tí vừng ngừa khéo từng bánh đa kế. Ui thơm lắm anh ạ. Bên đây, cái hương bên đây. Thơm mùi là mong mật, mùi hành khô. Mộc mật xả. Để Dương Nguyên, Đấy. Đấy, hai phần này mình hơ lại lên kia vừa lóng nó vừa chín lên. Để đợi nhà gái đến không có không thấy sủ. À. Để đi nhà gái đến thì để mang cái sủ ra. Úp ngược lại rồi. Vãi chà. Thơm quá. Bóc ra riêng nhá. Bóc ra riêng nha. Bóc ra riêng ra. Bóc riêng ra xong để mình bay lên. Quay chuẩn này nè. Bay lên trên. Đấy em đặt luôn lên trên kia kìa. Đặt lên đây này. Ông bạn ông bảo cho bạn miếng da bạn đi về đây. Cầm đi về. Chuối có dây sắt à? Dây thép ấy. Mày cái nhiệm vụ mày quên rồi. Anh lớn chưa? Rồi có ra quay cái miếng da các bạn xem. Tay anh. Đây các bạn. Đấy, rắc vương vào là thành bánh đa đấy. Giòn lắm này. Anh dùng anh review luôn cho khán giả nghe cái tiếng phát này. À. Mời các bạn nhá. Ôi trời ơi. Đây phải có bia nữa. Vâng. Giòn như kiểu bánh đa ấy. Cái này chấm tương ớt là thành bánh đa rồi ấy. Đây em Giáp em đang chặt rồi. Bắt cửa đi. Lỏng lắm đúng không? Sáng thì bảo 4 cân rồi mà. Ừ, cân nữa. Mình đập không chết. Lấy cái gì? Không làm nữa. Còn bên kia đúng không anh? Đấy chặt to để ăn cho ngọt đấy ạ. Mỗi anh em 2 miếng. 3 lon bia kết thúc cuộc chơi. Ui giời. Đây cái phần này ngon đấy, con lợn ngấm hết gia vị luôn này. Ôi, tí nữa đi rồi. Ôi. Chưa. Ai uống bia đi, anh sợ anh uống bia đi. Chén nó toàn đây được. Dạ. Thêm tí thịt nữa đi đã. Dạ. Thêm tí thịt vào đấy đã. Ừ. Có 3 mét thôi mà. 3 mét thì còn ở trong này cho. Để cho anh em thợ lên đi anh. Cho vào đĩa nó đang ăn rồi. Cho vào đĩa mà thì chảy vào đĩa. Chưa chứ đã. Anh ấy chút. Cho em một bĩa bắt tạo để cho anh thượng ăn. Con này còn giống giống ngày xưa cũ đám cưới nhỉ. Trẻ con bầu quay nhỉ. Đào cho ông tay trái này chặt hỏng rồi. Bấm chặt rồi. Chung bê vào. Ồ thế. Chung bê vào thôi. Đây đưa em bê. Bà này mới gọi ngon à. Đủ rồi đấy. Thấy rồi.
Em Sơn em cứ không nói gì mà cứ đứng bốc thôi cả nhà. Ủa anh đừng quay em. Không nói gì mà chị. Nó mất tự nhiên. Đấy, em mình có ăn giòn như bánh đa luôn. Đây được gần trước ấy. Hít ngoài. Ui. Nàng giáp. Đập đập đập. Bốc cái giò vào đây. Đi đập trượt cho mỗi mâm một đi rau này vào đi. Ui chà. Tả lại quý vị. Chính ra mâm rối rối rồi ăn lại ngon này anh à. Nước nó ngấm hết vào, ăn sướng. Ăn những cái vụn ngon hơn. Vâng. Ba anh em mình lên ngồi mẹ ăn dần đi, cho nóng. Cho vào cái mẹt kia, cắt không cần. Kim đâu của anh ở đây? Bỏng không? Không không. Tôi nhấc lên. Cắt cắt khớp chân đi. Nhấc nó lên, nhấc cái gáy lên đã. Rồi cho quay. Còn quả chân mắc là. Để lại cho em một chút. Tầm này 12 giờ đòi kích thích vết anh ạ. Ngon. Ngon, làm mẹ lợn này thì quá là đẳng cấp rồi. Lợn này lợn còi. Đây. Này. Đập trượt rồi. Ui, mẹ thế này cái này còn chín mẹ thấu đi đây cái miếng thịt lợn này nó vừa chín tới này quá ấy. Em nói là em cứ thích hồng hồng như lúc nãy cơ. Đây như cái miếng này là rất là ngon này, nước này ngọt lắm này. Mất để cho bi xuống mẹ dưới rồi được sao cho mỗi mâm vài cái lá bông mật bê lên ăn. Ui miếng thịt lợn ngon quá thôi nha, nhiều rồi không bây giờ đây của anh em mình thôi, còn thoải mái lên chén thôi. Đi đi. Nhìn này phải đến 3 cân thịt lợn đấy. Đây anh Thắng anh đang lường nốt cái đầu. Này các bạn chồng bắt giới rồi còn 3 chân. Chào anh em nhá. Đây cái đốt này lên nó lọc nhá, là mình ăn thì mình sẽ lấy ra sau các bạn ạ. Đây bắt giới. Đây trên này mấy chị em chuẩn bị cả dưa hấu xong hết rồi đó. Bánh đa. Anh em ơi. 1 2 3. Dưa. 2 3. Dưa. 2 3. Xanh 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 nhá. Công công. Rồi cái da này mà quay thế mà để từ bấy giờ mà vẫn còn giòn. Đẳng cấp nó. Chưa vẫn đưa ra chưa đây. Nào nhiều luôn. Đây mình gấp trong da các bạn. Hạ uống luôn dạ. 10 giờ. Ăn luôn. Ăn 10 giờ. Rồi làm tí nước mắm. Có mùm. Mấy bạn nha. Bát uống bia, uống bia. Ăn vào bát đi chơi. Ngọt lắm anh ạ. Ngon. Ở nhà. Ờ. Tưởng cái gì là phái bao giờ qua rồi gọi giờ này đâu. Lấy ý kiến của hai luôn à. Có bao giờ gọi. Ngon lắm bạn ạ. Tặng nó cột dao giòn. Hóa ra họ đã ăn. Ngon luôn. Để gắp lại cho anh nhìn thấy đây kìa. Mà chọc tiết ấy mình gọi sớm thì anh vào anh chọc tiết nó ui cái xong anh về được. Chọc được không thế? Không, đập chết. Số 1. Đây mà là số 2, không có đâu là số 1 vào. Ông chủ tịch chào các bạn nhé. Cho ông chủ tịch miếng bánh đa đấy. Đây. Giòn tan luôn. Ôi đồ. Ăn đi. Bánh đa giòn tan luôn. Đấy, ăn mấy dưa chua kia. Răng kém không ăn được. Giòn em ạ, ăn giòn, ngọt. Ngọt nhỉ? Cái này anh thích cái này ăn bốc mới ngon. Muối có mắc cán này này. Tay rửa sạch rồi yên tâm nhé. Tuyệt vời. Mồm thì bảo thôi mà phòng lòng lắm. Thôi bạn chắc chưa? Chắc đi. Chắc cho phòng. Đừng phải múc để tôi múc. Thật ra múc thì nó hơi đầy. Loại đầy giống tôi. Chắc bạn nô giống như hôm qua. Nó sắc lâu. Nó dày mà. Tôi chào tạm nha. Hôm qua bạn nôn. Hôm qua bạn nôn mà
đấy, cảm giác như nào vậy? Tâm đây rồi. Tôi không biết tôi có lôn đâu, bạn nhìn nhầm đấy. Bạn nhìn nhầm là anh của bạn lôn đấy. Thế là tôi biết câu trả lời của bạn thôi. Hóa ra là anh chưa ạ. Những người mà lôn xong là hôm sau không bao giờ nhớ cái gì cả. Đấy. Ok bạn, chẳng hết bạn nhá. Vâng rồi. Ok. Qua em rồi em review cái quả bếp của anh rồi thì hôm nay kể lại cho thằng lôn nghe cái nó có tăng nghe đấy. Thế để hôm nào xuống. Anh Hùng lại làm quả đi. Lên chén đi anh lại quản ca bát nữa. Vâng. 10 chén rồi. Đây này. Anh em ơi. Ơi. 1 2 3. Go. 2 3. Go. 2 3. Uống. Uống tiền nào? Hết. Hết tiền nào? Hết sai. Hôm câu lại uống được 10 chén. Chào tất cả anh em và bà con nhé. Xin kết thúc video hôm nay tại đây. Dạ. Giãn cách một tí. Tầm 30 chén đi mình dồn lần. Không để còn 20 chén bằng. Riêng 10 chén để dồn cả hết này. Sự mình hơi say rồi. Sự chúc cả nhà xem video vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Sự. Và anh em Sự xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Không để đây đâu.